Xin chào tất cả các bạn, mình là Hỗ Trợ Đồ Án Công nghệ Thông tin đây. Thì hôm nay mình và các bạn chúng ta sẽ đi tìm hiểu về cái tên đề tài và website xây dựng bán tour du lịch. Thì đây là một bạn khách nhờ mình làm cho xây dựng một cái website kèm theo báo cáo để làm lý luận cơ sở của ngành công nghệ thông tin. Đầu tiên chúng ta sẽ đi vào phần mục lục. Ở đây phần mục lục thì mình sẽ làm cho bạn đấy là gồm 3 chương. Chương thứ nhất là tổng quan về đề tài, chương thứ hai là về cơ sở lý thuyết và công cụ sử dụng, chương thứ ba là phân tích thiết kế hệ thống và cuối cùng là thiết kế cài đặt chương trình. Đầu tiên thì mình đi qua chương 1 thôi. Chương 2 thì mình sẽ sử dụng là hệ quản trị cơ sở dữ liệu MySQL và mình sẽ sử dụng StartUML để phân tích cái hệ thống. Ở phần backend thì mình sẽ dùng BFB và phần frontend và mình sẽ dùng HTML, CSS và JavaScript. Thì chúng ta sẽ đi vào phần phân tích cái hệ thống. Ở phần tính thiết kế hệ thống này thì mình cũng đưa ra các bước hoàn thành của dự án và cuối cùng là đưa ra một các số liệt kê các tác nhân và use case. Ở đây thì về một website như cung cấp dịch vụ gì đấy thì cũng sẽ có hai loại khách thôi, hai loại phân quyền là khách và quản lý, chứ nó không có cấp nhiều cấp độ nhân viên như các website khác. Về biểu đồ đây thì mình gọi là dùng StartUML để về phân tích rất chi đầy đủ và chi tiết. Đó, các bạn có thể xem qua. Và cùng là quản lý danh sách. Đó, đây là một số các đặc tả. Và cùng là mình sẽ biểu đồ tuần tự. Sau biểu đồ tuần tự thì mình sẽ có biểu đồ hoạt động. Đó, rất chi là chi tiết và đầy đủ. Biểu đồ hoạt động thì từ các chức năng rồi xem giao diện, rồi truy vấn cơ sở dữ liệu và đến form thông tin được chọn. Cuối cùng là mình sẽ đi thiết kế cơ sở dữ liệu. Có các cơ sở dữ liệu khá là dài. Rồi cùng là kết quả cài đặt chương trình được thể hiện như trên. Và chạy cái phần mềm này, chạy cái website này khá là đơn giản thôi. Bạn có thể tải cái sao về, nhấn start lên, start này lên. Đó, xong mình nhấn vào admin. Bạn đợi một lúc thì nó sẽ hiện ra. Đó, trong phần admin thì mình đã import được cơ sở dữ liệu vào. Thì nó rất chi là nhiều bạn. Đó, các bạn có thể thấy. Để vào được trang chủ của nó thì bạn chỉ cần đối dẫn thôi. Đối dẫn thành FB Store. Đó, thì đây là phần giao diện của một cái website đặt tour du lịch. Thì các bạn có thể xem qua. Nó rất chi đầy đủ và chi tiết, có phần các tour board này. Nó có các banner rất chi là đẹp. Có tour trong nước và ngoài nước, nhưng mà ở đây thì mình hiện tại đang làm tour trong nước thôi. Đó, có thông tin đăng ký, nhận liên hệ, có đầy đủ website, Facebook. Đó, ví dụ như mình nhấn vào Facebook thì nó sẽ lót ra. Thì cái ý tưởng này của mình là mình xây dựng ở đâu thì ngay trực tiếp ở trên website này thôi. Đẹp. Đó, ví dụ mình truy cập vào một website thì mình thấy nó đẹp thì mình làm tương tự đó thôi. Mình lấy các dữ liệu ở đây. Đó, thì tương tự ở đây thì mình sẽ làm cho bạn đấy một website tương tự như vậy, phần giao diện thì như vậy, phần backend thì mình sẽ gắn các chức năng vào thêm. Và ví dụ mình sẽ đặt một cái tour đi, đặt tour ví dụ như là mình ghi là demo này, email này, ok @gmail.com này, số điện thoại 0123456789 này, chờ vào cùng là ok này, gửi này. Thì cái này nó thông báo đối nhau sau khi thông báo đối thì nó cần nhận. Có cái chỗ này thì mình cũng chưa fix được. Đó, xong rồi vào phần admin thì mình thêm một cái link ở bên cạnh thôi để mình vào. Đó, thì là đây nó có thống kê số lượng người truy cập và SEO truyền duyệt trong các kiểu. Đó, rất chi đẹp mắt. Đó, ví dụ ở đây là thông báo này, phần liên hệ này. Thì phần liên hệ ở đây mình có thể kéo xuống trang 2 và sắp màu Tây Bắc. Nó demo này, ok này, vừa đăng nhập xong này thì mình có thể nhấn vào tan tác này. Đó, không sao vậy. Đó, thì về một cái lý luận cơ sở gọi là cơ sở chuyên ngành thôi thì nó như vậy. Thì mình nghĩ cái đồ án này đã đạt được trên mức 8 điểm thôi. Thì các bạn muốn biết số điểm cụ thể thì có thể book cho mình. Vì tới tận ngày 25 tháng 9 thì bạn ấy mới là đi báo cáo đồ án, báo cáo cái lý luận này. Thì sau báo cáo cái cơ sở này thì mới đây làm chuyên ngành. Nên bạn nào mà cần cái sản phẩm này có thể inbox cho bên mình thì mình gửi tặng các bạn các sản phẩm này. Còn nếu muốn làm thêm các sản phẩm thì có thể liên hệ tới bên mình là công nghệ thông tin, an toàn thông tin, hỗ trợ đồ án.